Hello, xin chào tất cả các bạn đã ghé lại kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải cái con mirror 2x2 này. Đó. Thì video trước mình đã hướng dẫn giải con 3x3 rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn giải con 2x2 này. Thì cái cách giải của nó cũng y như là cái con 2x2 bình thường thôi. Đó, nhưng mà chẳng qua là tại những cái góc nó góc bự, góc nhỏ nó không đều thôi. Đó, thì giờ mình sẽ sample lên và mình hướng dẫn cho các bạn. Rồi. Đó. Thì khi ta bắt đầu ta làm thì các bạn để ý nè, nó sẽ có cái viên bự này nè, đó thì ta lấy cái viên bự này ta làm cái tâm trước đi, rồi ta ướm những cái viên kia vô thì ta cứ quay như vậy nè, đó. Ta ướm vô, các bạn thấy nó không đúng nè, đúng không? Đó. Thì không đúng thì ta chỉ cần ta quay cái này nè, rồi ta ướm vô. Đó. Rồi coi coi không có đúng cái nào, ta quay cái này tiếp, ta ướm vô, cũng không đúng luôn, không? Đó thì ta cứ việc vậy ta quay thôi, rồi ta quay cái này, ta ướm vô. Đó. Nó đúng. Không, nó đúng được cái mặt này và còn bên đây thì ta cứ quay coi. Coi nó đúng được cái nào chưa? Đây, đó nó đúng đường khá rồi nè, không? Rồi tay việc còn lại là ta đưa cái một cái viên lên đây nữa thôi. Đây là cái viên này nè. Đó, cái viên này ta sẽ đưa lên đây thì cũng y như là mình đưa cái tầng 1 cũng 3x3 mình đưa lên thôi. Thì nè R nè, U qua nè, đó đúng thì đưa lên. Rồi vậy là ta đã xong được cái tầng 1 rồi nè, không? Đó, rất là đơn giản luôn. Đó. Khi ta xong tầng 1 rồi á thì ta sẽ làm full cái tầng này, nó giống như là mình làm full cái mặt vàng vậy đó. Mà full mặt vàng là ý sao? Tức là hai cái viên này đúng nè, còn hai viên này nó chẻ lên trời nè, vậy là sai. Tức là ta phải lật hai viên này cho nó nằm bằng với hai viên này thì nó gọi là full mặt vàng đó. Thì cái cách lật á nó rất đơn giản, các bạn kiếm cái viên nhỏ nè, các bạn để vô cho bằng nè, rồi ta dùng cái công thức cơ bản bình thường thôi. R nè, U nè, R phẩy nè, U nè, R nè, U 2, 1, 2, R phẩy. Đó. Rồi ta coi coi nó chưa được á thì ta làm tiếp lần nữa. Đó, ta làm cho tới khi nào mà được thì thôi. Cứ R nè, U nè, R phẩy nè, U nè, R nè, U 2 nè, R phẩy nè. Đó, nó chưa được thì ta làm tiếp. Ta làm cho tới khi nào được thì thôi, tại vì có một cái công thức như vậy thôi để lật thôi. R nè, U nè, R nè, U. Đó. Chưa được thì bắt đầu ta làm tiếp nữa, ta làm cho tới khi nào được thì thôi. Đó. Cái công thức đó, đó. Rồi xong. Đó các bạn thấy không? Nó đã bằng rồi nè, đó. Nó bằng tức là nó đã phui mặt vàng rồi đó. Đúng không? Đó, nó bằng xuống tức là nó đúng rồi. Thì bây giờ á cái ta quay coi nè, không. Ta kèm coi có một cái góc nào đúng, chỉ có được đúng một cái góc này đúng thôi nè. Cái viên này đúng nè, còn ba cái viên này là nó không đúng vị trí với nhau. Nè các bạn để ý đúng không? Viên này là đúng, nó nằm thẳng băng nè. Viên này viên nhỏ nè. Không, viên này viên dài, còn viên này bự chà bá luôn. Đáng lẽ cái viên nhỏ này nè nó phải qua bên đây nè, còn cái viên bự chà bá này nó qua đây nè. Đó. Thì ta thấy cái viên này đúng với cái viên đúng thì hai cái viên này nó không đúng, nó xéo nhau nè. Đó, thì ta quán vậy hai cái góc này thì ta phải làm hai lần. Đúng không? Cái này là bắt đầu ta dùng cái công thức mà quán góc á, quán góc cơ bản của con 3x3 đó. Thì bắt đầu ta làm nha. Các bạn coi, thậm chí mình sẽ để cái công thức lên trên màn hình cho các bạn luôn. R U R phẩy F phẩy R U R phẩy U phẩy R phẩy F R 2 1 2 U phẩy R phẩy. Đó các bạn coi là không? Nó đã đúng là được hai góc, còn hai góc này chưa đúng nè. Đó không? Thì ta làm thêm một lần nữa thì nó sẽ đúng. Đó. Nếu mà trong cái quá trình các bạn nãy các bạn làm mà phun cái mặt vàng này nè mà nó đúng được hai góc rồi thì ta chỉ việc quán hai góc này thôi. Còn cái trường hợp mà hai góc xéo thì ta bắt buộc ta phải làm hai lần rồi. Rồi ta cứ tiếp tục ta làm tiếp vậy thôi. R U R phẩy F phẩy R U R phẩy U phẩy R phẩy F R 2 1 2 U phẩy R phẩy. Đó. Nó đã giờ đúng rồi nè, không? Dạ. Đó nó đúng, không? Và nó
khi mà tao quán gốc á, nếu mà tao quán gốc xong á mà lỡ mà nó không đúng á, nó không hoàn thành đó, mà nó xảy ra cái trường hợp như thế này nè. Và đây đó, nó sẽ xảy ra cái trường hợp như vậy nè đó. Khi khi ta làm cái mặt này xong nè, phải không? Giờ ta làm OLL xong hết luôn thì nó cũng đúng rồi nè, các bạn thấy không? Nhưng mà nó bị nè, cái viên này là đúng rồi nè, đúng không? Cái viên này là nằm đúng nè, ba viên nằm đúng hết rồi nè, các bạn thấy không? Nó đúng hết rồi nhưng mà nó bị trẻ lên thôi. Thì cái cách làm á, ta sẽ làm như vậy nè đó. Ta để như vậy nè, ta quay ngược lại, ta quay ngược ngược lại cái mặt mà nãy ta ta đã làm á. Nó già một bên đây nó đúng một mặt nào không, ta để bên tay trái, còn cái mặt mà cái này chưa đúng ta để bên tay phải đó. Thì ta làm cái công thức mà y như là cái công thức 3x3 cơ bản của mình á, mà mình hay hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều lần á. Xuống, đúng không? Mình xuống bên tay phải trước, thì mình làm cái này thì mình sẽ xuống bên tay phải trước, tại vì cái mặt này đúng rồi, thì mình đã bên tay trái. Xuống, một hai lên, quay một xuống, qua không là đúng, là đưa lên đó. Tức là ta dùng cái công thức đi vòng tròn vậy nè. Giờ ta làm bên tay phải rồi thì ta cũng phải làm bên tay trái luôn, tại ta phải làm một cặp mà. Xuống một hai đó, nó đi ngược lại, lên qua một xuống qua đưa lên đó, là nó đã hoàn thành rồi, các bạn thấy không? Đó, khi nếu mà nó không qua, nếu mà nó đã không làm một lần mà các bạn không được á, thì các bạn cứ làm thêm một lần nữa đó. Các bạn làm cứ làm cho tới khi nào mà nó được thì thôi, không được một lần, ví dụ các bạn làm lần không được, các bạn làm hai lần không được thì các bạn làm ba lần đó, cho tới khi nào mà các bạn làm nó ra thì thôi đó. Rồi đó, các bạn nhớ phải coi cho kỹ, các bạn phải coi cho kỹ, các bạn phải coi chậm, các bạn làm từ từ thì các bạn mới làm được đó. Có thể ví dụ những cái bạn nào mà lanh lý thì các bạn chỉ cần coi một lần một à, là các bạn có thể làm được. Còn những cái bạn nào không có đó thì các bạn phải coi nhiều lần, thậm chí là các bạn chỉnh cái màn hình ở trên, các bạn chỉnh chậm lại thôi, chỉnh cái tốc độ trên cái màn hình điện thoại hay cái gì đó, các bạn chỉnh chậm lại rồi các bạn coi, các bạn từ 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 đó, các bạn mới làm ra được. Thì cái con này nó rất là đơn giản không, khi ta làm full cái mặt này nè, và thì xong thì nó sẽ đúng cái mặt này, thì ta lật qua đây ta làm OLL cho nó bằng bằng, xong rồi ta làm cái công thức mà quán góc cho nhau á. Ví dụ có được hai cái góc đúng rồi thì ta chỉ có quán hai hai cái góc này thôi, hai hai cái góc này cho nó về đúng vị trí là tự động nó sẽ hoàn thành. Nếu mà là còn 2x2 á, là nó hoàn thành. Còn con này thì nhiều khi nó xảy ra cái trường hợp đặc biệt là nó trễ xéo lên đó, thì mình sẽ làm thêm một cái bước cuối cùng nữa là mình lật lại và mình làm giống như con 3x3 mình hướng dẫn vậy đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt.